Chào mừng các bạn đến kênh Tương Ngày. Hôm nay là một số tháng tri ân khách hàng của công ty Thịnh Phú, thì bên điện lực EVN của Tân Châu có đến để tri ân khách hàng là để vệ sinh những cái trạm điện và những cái thiết bị trên cái dây điện cao thế. Thì đây là cái đội của EVN Tân Châu đến đi chi ăn khách hàng của công ty Thịnh Phú, do đây là khách hàng có doanh thu lớn ở Tân Châu, cho nên là doanh thu về điện, thì cho nên là bên điện lực có đến để chi ăn. Thì công ty có tổng cộng là 5 trạm biến áp, mỗi một trạm là 2.000 kVA. Đây là trạm đầu tiên. Còn cái trạm đó là trạm 560 để sử dụng cho điện sinh hoạt trong tổng thể công ty. Còn đây là cái trạm đầu tiên để sử dụng những cái thiết bị máy móc trong từng phân xưởng. Rồi thì báo với Hùng Phương đi, đi kêu nước cho tao. Đây là cái trạm thứ hai. Đây là cái trạm thứ ba. À, mỗi trạm là tương ứng với là 2.000 kVA. Đây là cái trạm thứ tư và cuối cùng ở trạm thứ năm là ở đây. Ở đây là hệ thống máy phát dùng cho sinh hoạt, hai máy, máy lớn và máy nhỏ. À, có hai máy, máy lớn và máy nhỏ. Máy lớn thì để chạy cho phân xưởng A, còn máy nhỏ chạy cho điện sinh hoạt. Hôm nay cũng cảm ơn các anh điện lực đã đến hỗ trợ công ty để vệ sinh những thiết bị điện của chúng ta. Ở này để đóng cái tủ lại kìa. Đây là hệ thống đóng cắt. Đây là hệ thống đóng cắt của công ty và đây là hệ thống tủ bù. Công trình chào mừng tháng tri ân khách hàng năm 2016 ha. Thì những cái trạm phân phối điện của công ty mình là tập trung về đây. Cả những cái trạm 5 trạm và một cái trạm nhỏ, và có trạm 3 bình 75 nữa, bình 25 thì 3 bình nó 75, trạm nhỏ đó nữa. Thì những cái bình nhỏ là sử dụng cho điện sinh hoạt trong công ty, còn những cái trạm lớn này là sử dụng cho thiết bị máy trong công ty ha. Vệ sinh này có sự góp mặt của anh kênh Tiêu Dân Quân. Anh kênh Tiêu Dân Quân đây đang xịt rất là cách chuyên nghiệp, khá là cũng gãy. Và hệ thống điện này đã được các anh điện lực EVN đã đấu nối mát, đấu tiếp địa rồi, cho nên là rất là an toàn, không sao ha. Đã đấu tiếp địa ở ngoài nguồn.